Cô xin chào tất cả các bạn đang ôn thi cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Hôm nay cô sẽ cung cấp cho các bạn bí kíp để học thi một cách hiệu quả. Và đây là những điều quan trọng. Thứ nhất, bạn cần phải có quyết tâm cao độ. Thứ hai, phải biết cách giữ gìn sức khỏe, ít nhất là cho đến khi thi xong. Thứ ba là phải biết tối ưu thời gian. Và cuối cùng là cách để ôn tập một cách hiệu quả nhất. Trước hết là bạn phải có một quyết tâm cao độ, thể hiện thông qua việc xác định mục tiêu một cách rõ ràng. Ví dụ là đầu nguyện vọng 1, việc xác định mục tiêu rõ ràng sẽ là động lực để các bạn vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Và điều thứ hai bạn phải lưu ý là chúng ta phải tin là mình làm được, mình chắc chắn sẽ thành công. Và điều tiên quyết là bạn phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để hành động, sẵn sàng để thay đổi những thói quen trì trệ của bản thân. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sự quyết tâm cao độ của bạn được thể hiện thông qua việc thứ nhất, dọn dẹp bàn học gọn gàng. Bàn học gọn gàng ngăn nắp sẽ giúp cho bạn có hứng thú học tập hơn. Thứ hai, hãy phân loại, sắp xếp tài liệu học tập một cách ngăn nắp. Và điều thứ ba rất quan trọng là bạn phải nói cho mọi người biết cái mục tiêu của mình. Nói cho ai? Đó chính là ba mẹ của mình, anh chị em của mình, bạn bè của mình và đặc biệt chính là thầy cô đang trực tiếp dạy bạn. Khi bạn nói cho mọi người biết mục tiêu của mình thì mọi người mới có thể hỗ trợ bạn hết sức có thể. Và điều thứ tư hết sức quan trọng ở đây chính là hãy giới hạn thời gian dùng mạng xã hội. Bạn có biết là mạng xã hội Facebook thì nó có cái chế độ là giới hạn thời gian sử dụng không? Bạn hãy vào mục cài đặt và cài đặt cho mình thời gian sử dụng tối đa trong ngày, ví dụ là 30 phút trong ngày mà thôi. Khi hết giờ nó sẽ báo chúng ta biết chúng ta phải ngừng. Đây là bốn cách thể hiện một người có quyết tâm cao độ ha các bạn. Bí kíp thứ hai chính là phải biết giữ gìn sức khỏe. Trong video này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ngủ như thế nào vào buổi tối cho hiệu quả, khi thức dậy vui vẻ, sảng khoái để học tập. Tập thể dục như thế nào, ăn như thế nào để đảm bảo sức khỏe, uống như thế nào cũng rất là quan trọng. Trước hết là giấc ngủ ban đêm. Chúng ta biết một giấc ngủ của chúng ta sẽ không phải là một giấc liên tục mà nó sẽ chia thành nhiều chu kỳ. Mỗi một chu kỳ ngủ thường kéo dài 90 phút. Đây là sơ đồ một chu kỳ ngủ của chúng ta. Một chu kỳ ngủ của chúng ta thì nó bao gồm 5 giai đoạn. Thứ nhất là ru ngủ. Thứ hai là giai đoạn ngủ nồng. Thứ ba là giai đoạn ngủ sâu. Thứ tư là giai đoạn ngủ rất sâu. Và thứ năm là giai đoạn ngủ mơ. Nếu như bạn hẹn giờ đồng hồ để thức dậy học bài vào giai đoạn ngủ sâu hoặc là ngủ rất sâu thì khi bạn thức dậy sẽ rất là mệt mỏi, lờ đờ, cảm giác lâng lâng, học bài mãi không vào. Nhưng nếu chúng ta hẹn giờ mà thức dậy vào giai đoạn chuyển tiếp từ giai đoạn ngủ mơ sang giai đoạn ru ngủ thì khi thức dậy chúng ta sẽ rất tỉnh táo, sảng khoái, minh mẫn. Chúng ta sẽ học thi rất là tốt luôn. Tính thời gian ngủ chính là bằng 90 phút nhân cho số chu kỳ và cộng thêm một giá trị X. Giá trị X này là giai đoạn cần để đi vào giấc ngủ và trung bình là khoảng từ 14 đến 15 phút. Giấc ngủ mà gọi là đủ giấc đó các bạn, đó chính là chúng ta sẽ ngủ 5 chu kỳ. Chúng ta sẽ lấy 90 phút nhân 5 và cộng cho 15 phút. Thì chúng ta sẽ ra cái giá trị thời gian ngủ mà thức dậy tỉnh táo chính là 7 giờ 45 phút. Hoặc nếu như chúng ta ngủ 4 chu kỳ, tức là chúng ta sẽ ngủ tổng cộng là 6 tiếng 15 phút. Hoặc chúng ta có thể ngủ 3 chu kỳ, 4 tiếng 45 phút. Tuy nhiên, nếu như ngủ 3 chu kỳ nhiều ngày liên tục như thế này thì sẽ rất là mệt, dẫn tới là hiệu quả ôn thi của chúng ta sẽ kém ha các bạn. Tối ưu nhất là chúng ta sẽ ngủ 5 chu kỳ. Tuy nhiên, giai đoạn ôn thi thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định ngủ 4 chu kỳ là 6 tiếng 15 phút. Giả sử chúng ta sẽ đi ngủ lúc 11 giờ, các cơ quan nội tạng trong cơ thể và hệ miễn dịch sẽ được nghỉ ngơi trong giai đoạn từ 11 giờ đến 1 giờ sáng này, rất là tốt cho cơ thể ha các bạn.
Nếu chúng ta đi ngủ lúc 11 giờ thì 6 tiếng 15 phút, tức là chúng ta sẽ hẹn giờ đồng hồ là 5 giờ 15 phút chúng ta sẽ thức dậy để có một cái tinh thần sảng khoái, minh mẫn, chúng ta học thi cho tốt ha các bạn. Tiếp theo, nghỉ trưa chỉ nên kéo dài từ 15 đến 20 phút mà thôi. Theo nghiên cứu cho thấy nếu các bạn ngủ trưa quá 30 phút thì khi thức dậy sẽ vô cùng mệt luôn. Bạn chỉ nên ngủ 15 đến 20 phút thôi. Tiếp theo đó chính là cách ăn uống như thế nào để ôn thi hiệu quả. Chúng ta sẽ ăn uống đầy đủ chất ha các bạn. Đầy đủ chất bao gồm tinh bột nè, các loại rau củ quả trái cây nè, rồi các loại đạm, thịt cá, trứng, sữa. Ví dụ đây là một bữa ăn của gia đình chúng ta, rất là nhiều thức ăn, quá nhiều tinh bột với một tô cơm đầy như thế này, hoặc là ăn quá nhiều thịt cá, ăn nhiều đạm, protein, thì sau bữa ăn chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt luôn. Như vậy chúng ta sẽ kiểm soát cái quá trình ăn uống của mình ha các bạn, bằng cách là ăn vừa đủ no, đầy đủ năng lượng, chúng ta vẫn tỉnh táo để học thi. Tiếp theo đó chính là uống như thế nào. Điều quan trọng, chúng ta cần phải uống đủ nước, nước lọc hay là nước khoáng. Cách uống nước là chúng ta sẽ uống từng ngụm, chúng ta không tu ừng ực vài giây là hết một ly cối nước, thì như thế không phải là cách uống nước hiệu quả. Chúng ta biết là tất cả các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta là xảy ra trong môi trường nước, và nước cũng là trực tiếp tham gia vào các cái phản ứng sinh năng lượng để chúng ta truyền xung thần kinh, để chúng ta học thi cho hiệu quả, cho nên chúng ta phải uống đủ nước ha. Và đặc biệt chúng ta không nên lạm dụng những cái chất kích thích như trà, cà phê. Đặc biệt cô thấy một số bạn trong giai đoạn ôn thi là sử dụng nước tăng lực ha, chúng ta hạn chế tối đa luôn nha các bạn. Nó sẽ gây cho chúng ta trạng thái mệt mỏi về ngày hôm sau. Nên uống mỗi ngày ít nhất là một ly nước cam hoặc là một ly nước chanh. Trong nước cam có rất là nhiều các loại vitamin, khoáng chất, và đặc biệt là vitamin C sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta chống chọi với lại các cái virus cúm, các loại bệnh tật. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu như chúng ta sụt sùi, sổ mũi, cảm cúm thì chúng ta không thể ôn thi tốt. Nhất là vào ngày thi mà chúng ta lại bị cảm cúm, sốt, ho, sổ mũi thì chắc chắn không thể nào mà chúng ta có kết quả tốt được ha. Tiếp theo, để giữ gìn sức khỏe, tập thể dục. Chúng ta cũng không cần phải tập quá nhiều, 30 phút mỗi ngày là hợp lý. Chúng ta sẽ tập những cái môn thể thao như là gì? Tập yoga, leo cầu thang, leo vừa phải, không leo quá sức điện võ. Hoặc là đơn giản bật nhạc lên và nhảy theo điệu nhạc thôi. Sảng khoái, tự tin, yêu đời thì chúng ta học thi cũng sẽ rất là tốt ha. Và bí kíp thứ ba trong video này, con sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tối ưu thời gian, tiết kiệm thời gian của chúng ta bằng cách nào. Thứ nhất chính là lập thời gian biểu. Thứ hai là chúng ta sẽ sắp xếp lịch ôn tập một cách hợp lý, thì chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm đến 90% thời gian và sẽ gia tăng hiệu quả của việc ôn thi. Và điều quan trọng nữa, giải lao hợp lý, đây là cách để chúng ta có thể tối ưu thời gian học thi của chúng ta. Trước hết là lập thời gian biểu. Đây là một ví dụ về cách lập thời gian biểu. Và đây là thời gian cụ thể chính xác luôn các bạn ha. Chính xác từng 30 phút luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ lập từ thứ hai cho đến chủ nhật. Đây chính là kế hoạch thời gian biểu trong một tuần. Các buổi sáng của ví dụ là chúng ta học chính khóa. 11 giờ 15 phút là giờ ra về, thì chúng ta sẽ có khoảng 2 tiếng từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 để chúng ta ăn trưa và chúng ta nghỉ trưa. Nhưng mà nhớ là chúng ta nghỉ trưa khoảng 15 đến 20 phút thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ học mỗi 45 phút hoặc là mỗi 2 tiết hay là 90 phút. Và sau mỗi 90 phút đó chúng ta sẽ có giải lao. Đây để chữ giải lao nè các bạn. Giải lao vào buổi chiều, giải lao vào buổi tối. Và cái giấc chuyển tiếp giữa chiều và tối, từ 17 giờ đến 19 giờ là giai đoạn nghỉ ngơi, tắm giặt, ăn tối ha các bạn. Chúng ta có 2 tiếng nè, giống như buổi trưa vậy đó. Thì bây giờ trong một tuần của khái quát nè, nếu như chúng ta là một bạn thi khối B, chúng ta sẽ chủ yếu dùng môn toán, môn hóa, môn sinh để mà chúng ta xét tuyển đại học. Thì cái thời gian biểu một tuần của chúng ta sẽ ưu tiên những cái môn này. Ví dụ môn toán nè, các bạn thấy cái số tiết toán nó sẽ nhiều hơn những môn khác. Môn sinh rồi môn hóa cũng vậy. Ở đây chúng ta có tới 12 tiết cho môn toán, môn hóa và môn sinh. Những môn mà chúng ta không dùng để xét tuyển đại học mà chúng ta chỉ tốt nghiệp thôi, thì chúng ta sẽ sắp xếp thời gian ít hơn, tùy theo bạn
biết được bản thân của mình là mình giỏi môn nào hơn, mình dở môn nào hơn. Nếu môn nào mình dở hơn thì mình sẽ tăng cường thời gian hơn. Và các bạn, đó là linh động. Đây chỉ là cái gợi ý và thời gian biểu thôi. Và giai đoạn cuối tuần thì chúng ta, cô có để cái màu vàng này ở đây. Ví dụ là chúng ta sẽ giải lao đi ăn cùng gia đình, đi chơi cùng với em nhỏ của mình, để mình thư giãn sau một tuần mệt mỏi. Và nếu học như thế này thì chúng ta thấy là tới 22:30 là chúng ta sẽ chuẩn bị vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ ha các bạn. Chúng ta sẽ ngủ trước 11 giờ hoặc là 11 giờ. Tiếp theo là chúng ta sắp xếp lịch ôn tập hợp lý. Cái ý này là chúng ta lên kế hoạch cho không phải là một tuần, mà chúng ta lên kế hoạch cho nhiều tuần còn lại cho đến ngày thi. Cô ví dụ như chúng ta đang ở cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ còn 6 tuần nữa là mới đến ngày thi, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch 6 tuần này chúng ta sẽ ôn tập như thế nào. Chúng ta sẽ xác định nội dung trọng tâm chúng ta cần ôn tập mỗi tuần, hoặc là chúng ta sẽ cuốn chiếu làm sao cho đến ngày ôn thi chúng ta sẽ ôn lại mỗi cái phần trong nội dung chương trình chúng ta ôn ít nhất 2 lần. Có ví dụ như là về môn sinh học đi, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch trên cái trục thời gian 6 tuần này. Về lý thuyết, tuần 1 chúng ta sẽ ôn về cơ chế di truyền biến dị, tuần thứ 2 chúng ta sẽ ôn lại quy luật di truyền, tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 là sinh thái tiến hóa thực vật động vật. Đồng thời song song với ôn lý thuyết, sắp xếp giống như cái thời gian biểu lúc nãy, thì chúng ta có tới 12 tiết môn sinh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dành những cái tiết, bao nhiêu tiết chúng ta sẽ tính toán riêng cho bản thân mình ha. Ôn lại bài tập Mendel ở tuần 1, tuần 2 ôn lại tương tác gen, vân vân vân. Và trên cái trục này chúng ta hoàn toàn có thể để môn sinh ôn cái gì nè cho 6 tuần nè, môn toán, môn hóa, môn lý, môn văn, môn anh, vân vân, thì chúng ta sẽ để hết lên trên cái trục này. Điều hết sức quan trọng sau khi làm cái lịch ôn tập này là chúng ta phải cam kết với bản thân, chúng ta phải hoàn thành cái deadline mình tự đề ra. Tuần 1 là phải ôn xong nội dung môn sinh như thế này, tuần 2 là phải ôn cho xong nội dung lý thuyết bài tập như chúng ta đã đề ra như thế này. Phải cam kết hoàn thành deadline nha các bạn. Tại sao giải lao lại là tối ưu thời gian? Việc giải lao sẽ được tiến hành giữa hai cái giai đoạn học tập xen kẽ. Nếu như giai đoạn đầu chúng ta làm bài tập thì giai đoạn sau chúng ta sẽ học lý thuyết, và giữa hai cái giai đoạn ôn tập đó là giai đoạn giải lao ha. Hoặc là chúng ta sẽ nghe nhạc thư giãn. Lưu ý là chúng ta nghe nhạc để thư giãn chứ không phải là nhạc mà cái tần số quá là cao thôi các bạn. Chúng ta nghe nhạc không lời, nhẹ nhàng thôi ha. Với cô sẽ thích đó là ăn trái cây thôi các bạn. Kết hợp với việc nghe nhạc, ăn trái cây sẽ rất là thư thái, nhẹ nhàng. Hoặc là chúng ta có thể ngồi thiền từ 5 cho đến 10 phút. Hoặc là các bạn có thể đi dạo mát. Nếu nhà chúng ta gần công viên, nhà chúng ta có cây, cối, chúng ta sẽ đi dạo, đi hóng mát. Và bí kíp thứ tư, cách để chúng ta ôn tập hiệu quả, ôn tập lý thuyết, ôn bài tập luyện đề như thế nào? Thứ nhất là ôn tập lý thuyết, nên sử dụng các sơ đồ tư duy. Ví dụ đây là sơ đồ tư duy về môn hóa đó các bạn, ở môn sinh học về đột biến nhiễm sắc thể ha các bạn. Chúng ta có thể làm để chúng ta sẽ nhớ bài tốt hơn. Tiếp theo là ôn tập qua hình ảnh hay là âm thanh, vân vân, kết hợp đa phương tiện thôi các bạn. Với những môn học có nhiều hình ảnh, ví dụ như môn sinh học, thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ những hình ảnh sơ đồ, bảng biểu ở trong sách giáo khoa. Và chúng ta có thể là làm cái động tác là vẽ lại, hoặc là chúng ta sẽ chia đi những cái chú thích ở trên cái hình vẽ đó và chú thích lại. Hoặc là chúng ta mô tả cái nội dung mà chúng ta học được gì từ trên cái hình vẽ đó, thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Nếu cái phần kiến thức đó bạn thấy rất là khó học, thì chúng ta sẽ ghi âm giọng nói của mình, ghi âm cái nội dung kiến thức đó, thì chúng ta sẽ nghe lại và chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Và nếu như không có điều kiện thì chúng ta có thể đăng ký những cái kênh YouTube dạy học của các thầy cô mà có kinh nghiệm, chất lượng, thì chúng ta sẽ nghe những cái bài giảng ở trên YouTube thì chúng ta cũng sẽ nhớ bài rất lâu ha các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lý thuyết thông qua việc dạy lại cho người khác. Dạy lại cho người khác, chính xác đó chính là tự giúp mình đó các bạn. Tại vì khi chúng ta dạy cho người khác
thì chúng ta sẽ lưu giữ đến 90% những gì mà chúng ta học được. Và chúng ta nên tìm cho mình một người bạn có cùng mục tiêu với chúng ta để chúng ta học cùng với nhau. Và khi chúng ta học được cái gì hay, điều gì mới thì chúng ta sẽ đố lẫn nhau. Cái việc dạy người khác ở đây khá là đơn giản, là chúng ta học được cái gì chúng ta đố bạn mình, rồi bạn mình cho câu giải đáp và mình sẽ hướng dẫn bạn trở lại. Tiếp theo, phải có sổ tay ghi chép. Tại sao việc ghi chép lại quan trọng? Bởi vì việc ghi chép sẽ giúp não bộ chúng ta phân tích, tổng hợp lại những thứ mà chúng ta học được. Việc hồi tưởng lại những gì đã học vô cùng có ích cho việc ôn tập của chúng ta. Và đặc biệt là viết tay nha các bạn. Viết tay thì quan trọng hơn so với đánh máy. Chúng ta ghi chép lại những cái gì mà chúng ta hay nhầm lẫn hay quên, hoặc là những kiến thức quan trọng. Trong giai đoạn mà chúng ta ôn thi, chúng ta đã ghi chú lại những điều quan trọng ở trong sổ tay rồi. Thì còn 2 ngày trước khi mà kỳ thi chính thức diễn ra thì chúng ta sẽ chỉ ôn lại trên cái sổ tay mà thôi. Chúng ta không làm lại các đề thi. Chúng ta không cầm nguyên một quyển sách giáo khoa hoặc một chồng tài liệu mà chúng ta đã ôn cả năm. Chúng ta chỉ ôn lại trên cái quyển sổ tay ghi chép của chúng ta mà thôi. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ dùng quyển sổ nhỏ nhỏ thôi, kích cỡ khoảng là A6 hoặc là A5. Có thể bỏ theo vào trong cặp và mang đi theo chúng ta ở bất cứ chỗ nào. Khi nào rảnh là chúng ta sẽ mở cái sổ tay đó ra để mà chúng ta ôn tập, cũng như là chúng ta dễ dàng dạy lại cho bạn của mình trên cái sổ tay đó. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta sẽ quy ước với bản thân chúng ta là chúng ta sẽ đọc to 3 trang trên cái quyển sổ tay mà chúng ta đã lượm đặt được những kiến thức rất là hay, rất là quan trọng đó ha các bạn. Cho đến ngày thi thì chúng ta đã đọc tới đọc lui rất là nhiều lần cái nội dung quan trọng đó, thì chúng ta sẽ làm bài thi rất là tốt. Tiếp theo, đó là ôn luyện bài tập như thế nào cho hiệu quả. Chúng ta cần ra soát lại tất cả các dạng bài tập theo đơn vị bài học mà chúng ta đã học trong năm. Đối chiếu với lại cái ma trận đề thi thì chúng ta cần ôn kỹ các dạng bài tập nào chiếm tỷ lệ cao trong đề thi. Chúng ta sẽ ôn kỹ hơn thôi các bạn. Thứ ba, chúng ta sẽ tìm tòi cái cách giải quyết cái bài tập đó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có nhiều cách để giải một bài toán, tuy nhiên chúng ta sẽ tìm xem có cái cách nào hiệu quả hơn hay không. Nhanh và hiệu quả ha các bạn. Trong trường hợp nó nhanh nhưng nó không hiệu quả, ví dụ việc học các cái công thức một cách máy móc, thì đôi khi cái đề thi nó biến tấu một chút thì chúng ta sẽ không thể làm được, mà chúng ta sẽ hiểu được cái công thức đó và chúng ta vận dụng như thế nào cho nó hiệu quả ha. Và cho dù là lý thuyết hay bài tập thì chúng ta cũng cần phải có cái sổ tay ghi chép. Cái sổ tay của chúng ta có thể vừa ghi lý thuyết vừa ghi bài tập. Những cái công thức nào chúng ta hay quên, những cái phương pháp giải nào đó chúng ta thấy hay, quan trọng, chúng ta sẽ ghi vào chung với cái sổ tay lý thuyết của từng môn học mà chúng ta đã thiết lập ha các bạn. Đây là 4 cách để chúng ta có thể ôn bài tập một cách hiệu quả. Cuối cùng, luyện đề làm sao cho hiệu quả. Trước hết bạn cần tìm được cái nguồn đề chất lượng để mà chúng ta luyện tập. Cái nguồn đề này có thể là do giáo viên chúng ta cung cấp, hoặc là các cái trang dạy học online mà có uy tín, chất lượng ha các bạn. Thứ hai, khi luyện đề thì chúng ta nên chọn nơi yên tĩnh, không bị quấy rầy, để cái điện thoại của chúng ta cách xa chúng ta ít nhất là 5m ha các bạn. Thứ ba là khi luyện đề thì chúng ta cần phải hẹn giờ chính xác để luyện áp lực và thời gian. Mỗi cái đề thi chúng ta luyện thì nó cần có thời gian chính xác như là cái bài thi thật vậy đó các bạn. Và điều quan trọng là sau mỗi cái đề mà chúng ta luyện đó thì chúng ta cần phải rút ra được kinh nghiệm, chúng ta học được cái điều gì hay từ cái đề đó, chứ không phải là chúng ta làm càng nhiều đề càng tốt đâu các bạn. Học được cái gì từ cái đề đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ ghi chép lại những cái nội dung kiến thức hay, những kinh nghiệm mà chúng ta đã rút ra được từ mỗi một cái đề mà chúng ta đã luyện nha các bạn. Chúng ta có thể ghi vào cái sổ tay của chúng ta. Gần đến ngày thi thì chúng ta sẽ chủ yếu là coi lại cái sổ tay là chính thôi các bạn. Như vậy là cô vừa hướng dẫn cho các bạn những cái bí kíp để chúng ta học thi một cách hiệu quả ha. Chúc các bạn sẽ thành công ha, và đạt được thật là nhiều điểm 9, 10 ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.